Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lệ Minh. Xin lỗi nha, điện thoại bị nó nóng quá. Hồi nãy cầm đi like vòng. Trời, bữa nó nóng anh chị các bạn. Cái điện thoại nó nóng quá, nó sắc đau qua điện thoại luôn. Tới chừng lên xe nhìn lại cái máy thấy tối thui. Trời nóng khủng khiếp không? Nóng lắm. Nó nóng ở bên ngoài nó cực. Chỉ còn có tháng này nữa là hết nóng rồi. Anh chị các bạn biết nóng như vậy là chuẩn bị giao mùa nè. Mới giao mùa nó chuẩn bị vô mùa thu á, là bắt đầu mây nó kéo về. Mùa đông á, mây đông, mây hè, mây thu á, nó kéo về là chuẩn bị những cái cơn bão táp lớn lắm. Anh chị các bạn biết mưa đá, mưa phùn, những cái cơn gió lốc nó thổi ngùng ngục. mùa này, những cái tháng này. Một lần nữa chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thì Lệ Minh hôm nay thì Lệ Minh tiếp tục chia sẻ phần kế tiếp. Đây đó, mình đi đâu mình cũng treo lá cờ tổ quốc của mình, quê hương của mình. Mình phải nhớ anh chị các bạn ấy, đi đâu đi chứ mình cũng phải nhớ cái quê hương của mình. Lá cờ tổ quốc là niềm tự hào của dân tộc, rất là tự hào. Nói chung thì vấn đề mà kinh tế của Mỹ hiện nay với Trung Quốc hiện nay, gần đây Lệ Minh chia sẻ rất là nhiều những cái bài báo về tình hình kinh tế Mỹ Trung, và Lệ Minh cũng theo dõi rất nhiều anh chị em có những cái quan điểm khác nhau về vấn đề nhận định về kinh tế tình hình Mỹ Trung hiện nay. Thì Lệ Minh cũng xem những cái bình luận của rất nhiều anh chị em. Nhiều người cho rằng cái cuộc chiến Mỹ Trung nó sẽ làm nguy hiểm đến đời sống an nguy trong cái sự phát triển của nền kinh tế mới trỗi dậy của Việt Nam. Lệ Minh thì không nghĩ như vậy anh chị các bạn. Lệ Minh thì không có suy nghĩ như một số rất là nhiều người trên mạng, mà anh chị các bạn phản hồi những cái lời bình đó. Lệ Minh xem Lệ Minh thấy nó không như vậy đâu. Tại vì Lệ Minh sống và làm việc ở trên cái đất Mỹ này, Lệ Minh thấy những cái thị trường của nó rất là mở rộng. Nó là cái quốc gia đầu tạo mà, cái thị trường kinh tế toàn cầu. Cho nên Lệ Minh nắm bắt những cái thông tin và theo dõi về những cái chiến lược của cái thị trường Mỹ cũng như quốc tế và Việt Nam mình nói riêng. Việt Nam mình cũng có cái giao dịch chứng khoán của Mỹ ở tại New York, cho nên mình giao dịch rất là tốt anh chị các bạn. Mình không có gì phải hoang mang sợ hãi rồi Mỹ Trung đánh nhau thì mình sẽ chết. Có nhiều người cho rằng là châu bò cũng nhau thì rồi muỗi cũng chết, đó nó cũng là một cái vấn đề, nhưng mà mình phải tìm hiểu kỹ cái nguyên nhân cốt lõi của nó và cái vị thế của Việt Nam mình nằm ở đâu. Chứ không phải lúc nào mà châu bò cùng nhau thì rồi muỗi cũng chết, không phải lúc nào cũng vậy. Mình chẳng có đồng minh với Mỹ, với Trung Quốc hay là với ai, mình chỉ là một người bạn thân nhất là với Nga Xô thôi. Bao đời nay mình chỉ có Nga Xô là người bạn thân thiết nhất của mình thôi. Có thể nói mình không thể nói là đồng minh mà chứ sự thân thiết của nó gần như là anh em, bạn bè láng giềng xa mà rất là tốt. Còn cái thị trường của Mỹ, mình chỉ ngoại giao và làm ăn, mình giao dịch. Mình cũng mới có giao thương với Mỹ đây. Với cái xuất khẩu của mình hiện nay với Mỹ chỉ có mới hơn 30 tỷ. Và cái tổng xuất khẩu của mình ra toàn thế giới thì trên 200 tỷ. Thì mình chỉ là một con số nhỏ, một quốc gia nhỏ. Thì hai cái thằng châu bò kia nó cùng nhau thì hằng nào mấy thằng đồng minh của nó chết theo thôi. Mình đâu có đồng minh với nó đâu, mình chết. Nhiều khi anh chị các bạn thấy đừng có mong rằng nền kinh tế của Mỹ với Trung nó đánh nhau như vậy, nó sụp thì nó quay qua nó đánh Việt Nam mình. Việt Nam mình có cái gì mà nó đánh để làm gì? Nếu thằng Trung Quốc mà nó bị kìm hãm được kinh tế anh chị các bạn thì rất là có lợi cho Việt Nam. Mình sẽ bị bớt bị nó chèn ép. Mình sẽ vươn ra cái cộng đồng quốc tế và mình sẽ xuất khẩu, mình giảm bớt cái lệ thuộc vào hàng Trung Quốc mà mình
mà hàng Trung Quốc nó sẽ càng lúc nó càng cảm thấy nó cần cái thị trường mình. Các bạn thấy gần đây mình một nước nhỏ mà bây giờ thằng Mỹ nó lại cần cái thị trường Việt Nam, quái đảng không, ngộ không đấy. Mình phải, mình nhỏ mình làm ăn làm sao mình phải khôn khéo, mình đừng có để người ta lệ, mình bị lệ thuộc người ta. Mình chỉ lệ thuộc thằng Trung Quốc trong những thời gian đầu khi đất nước mình quá nghèo khổ, mình không có sự lựa chọn nào mà mình phải xuất khẩu sang nó, vì nó là cái thằng láng giềng kế bên, nó vừa lưu manh, nó vừa côn đồ, nó vừa khốn nạn và mất dạy nữa. Thì mình phải kiềm chế để đặng mà mình giao thương kinh tế với nó, để đặng mà mình phát triển đất nước. Nhưng mà khi mình có cơ hội rồi thì mình vươn ra, mình giảm bớt cái sự lệ thuộc vào nó, để đặng nó không có quay mình như con dế nữa. Các bạn thấy không, cái hay của cái người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là chỗ đó. Mình sẽ bớt bị hàng Trung Quốc nó xoay mình. Tại vì anh chị em các bạn nên nhớ đi, cái thị trường nông nghiệp của Việt Nam hiện nay rất là lớn. Mình sản xuất, nó nhập khẩu kế bên mình là nó tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Mà hiện nay đời sống ở Việt Nam thấp hơn là đời sống bên Trung Quốc. Anh chị em các bạn thấy không? Bây giờ hàng Trung Quốc nó không nhập đậu nành của hàng Mỹ, nó phải nhập từ Nam Mỹ về sang, nó phải mua những cái nông sản đó giá cao. Các bạn nghĩ đi. Đấy. Tại vì nó cần nhau. Tại vì hàng Trung Quốc đó, vì sĩ diện của nó cần với hàng Trung Mỹ. Hàng Mỹ nó cho oai phong lẫm liệt, nhưng mà bây giờ cái gọi là chơi bạo lấy tiếng ngu. Tao cần với hàng Mỹ. Trong khi đó tao đi qua bên Nam Mỹ tao mua đậu nành mắc hơn, về bà con nông dân, đời sống của người dân Trung Quốc nó phải tiêu thụ hàng mắc hơn, và chính phủ nó phải bỏ nhiều tiền ra để mua về, để đặng nó nuôi sống dân nó. Anh chị các bạn thấy không? Trong khi đó thị trường Việt Nam, ngay cả rau quả và những cái trái cây của Việt Nam trồng, trời ban cho cái thổ nhưỡng rất là tốt, và nó lại thích. Mấy các bạn thấy, ngay cả nó cũng trồng thanh long mà trái thanh long nó chua, trái thanh long nó không đạt được kết quả, bắt buộc nó phải nhập cái hàng nhập khẩu của mình. Cho nên mình chơi làm sao mình phải khôn khéo. Khi mà hàng Trung Quốc nó thấy mình lệ thuộc vào nó sẽ xoay mình. Hàng Trung Quốc nó khốn nạn ở chỗ đó đấy. Mà khi mà mình kiếm được những cái thị trường mà mình làm ăn, thì lúc đó nó sẽ bớt xoay mình, và nó không có làm eo làm ách với mình. Mày không mua thì tao đi kiếm chỗ khác tao bán, mày mua thì tao để cho mày giá bình dân hơn, tại mày là thằng bạn lưu manh kế bên nhà tao, tao muốn sống yên ổn, không muốn phiền phức với mày, chỉ vậy thôi. Còn hai nó với thằng Mỹ đánh nhau, các anh chị các bạn nên nhớ là đánh nhau về chiến tranh thương mại nó khác với đánh nhau vấn đề về vũ khí, về chiến trường vũ khí nó hoàn toàn khác nhau rất là nhiều. Là nó đánh nhau thì bởi vì nó muốn cân bằng mậu dịch, cân bằng cái sự thâm thủng mậu dịch, mà chính quyền Trump họ không có muốn những cái nợ nần chồng chất đó cho hết đời này đến đời nọ, đời con cháu của những thế hệ sau, những người sống ở Mỹ phải trả su cao thế nặng, làm tất tần tật. Hiện nay gần 80% Mỹ, chờ phần trăm dân Mỹ phải làm đầu tắt mặt tối. Mỹ thì công ăn việc làm rất là nhiều hiện nay, nhưng mà làm người ta phải làm cực lực, người ta phải làm rất là nhiều. Kinh tế Mỹ hiện nay tôi nói chị em ổn định, nó ổn định có nghĩa là nó không có thất nghiệp nhiều, công ăn việc làm thì nhiều, tại vì công ăn việc làm phổ thông bây giờ rất là nhiều, nhưng mà phải làm, tại vì vật giá đời sống nó lên cao, hai thằng nó đấu nhau đó, nó đánh nhau đó, thì nó nâng cái mức giá, cái giá thành của những hàng hóa sản phẩm, nhất là đồ của Trung Quốc nó sẽ tăng. Anh chị em các bạn thấy không, nó sẽ tăng lên thì hàng hóa Việt Nam mình lại rẻ. Đây anh chị em các bạn thấy không, đây là cái lợi của Việt Nam mình. Cho nên nhiều khi mình cứ nhìn nói ô thằng Mỹ anh Lợi Minh nói như vậy không được, Mỹ Trung đánh nhau như vậy là Việt Nam mình khổ lắm, Việt Nam mình Trung Quốc nó sẽ thế này thế nọ. Nó đánh nhau rất là tốt, tại vì cái giá thành của Trung Quốc, đồ của Trung Quốc bây giờ bán vô Mỹ, bán cho người dân Mỹ, người tiêu dùng ở Mỹ, nó sản xuất, nó nhập về giá đắt đỏ, nó cao, và mức sống lạm phát, đời sống của người dân Mỹ họ phải làm nhiều giờ hơn để đặng họ chi phí. Mặc dù công ăn việc làm có,
để đặng họ mà họ phải làm nhiều hơn để họ chi phí trong cuộc sống của họ. Các bạn thấy không? Mà trong khi đó hàng hóa Việt Nam nó lại rẻ lên, thằng Trung Quốc nó mua đồ của thằng Mỹ lại mắc hơn nữa, tại vì thế má nó lại mắc hơn. Trong khi đó cái Việt Nam mình chính trị kinh tế ổn định. Các bạn thấy tuyệt vời, tuyệt vời. Mình phải nhìn về chiến lược, mình phải nghĩ đến vấn đề chiến lược. Hàng hóa của mình hiện nay tự nhiên nó xây đầu tùm lum cả. Ok, nó lắc quá, nó xây đầu tùm lum cả. Anh chị em các bạn thấy không? Kỳ ta vậy chưa ta kỳ. Ok, tạm thời cứ như vậy đi. Lắc chạy xe nó lắc nó. Anh chị em các bạn thấy đó, thì cái xã hội Mỹ bây giờ nhiều khi mình nhìn thấy về vấn đề mà cuộc chiến thương mại thì mình cứ lo sợ dân Việt Nam Mỹ Trung đánh nhau, dân Việt Nam sẽ không có công ăn việc làm, đời sống kinh tế Việt Nam sẽ không xuất khẩu được. Nói nổ, Việt Nam mình xuất khẩu rất là mạnh. Mình là một đất nước hiện nay mình đang phát triển, cái ngành nông sản của mình sản xuất rất là tốt, mình sản xuất càng lúc càng chuẩn hơn. Nhưng mà về vấn đề mà nông sản của mình, về vấn đề làm ăn mà nhỏ lẻ cá thể rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm anh chị và bạn. Mình phải thay đổi cái cách nhìn vĩ mô hơn, thay đổi cái chiến lược hơn. Các bạn muốn đất nước ngày càng một phát triển đổi mới tốt hơn, mình phải nhìn về tầm nhìn chiến lược. Mà cái ngồi đó ô bây giờ mà hiện đại quá, nông nghiệp không còn làm ăn nhỏ lẻ, thì những người bà con nông dân thế này nọ, cái gì nó cũng phải trả cái giá của nó. Đấy. Mình muốn tiến lên mình phải mạo hiểm. Mạo hiểm không, đây không phải là chơi bạo lấy tiếng ngu, không phải là chơi liều thùng rỗng thì kiểu to trưởng giả học làm sang, không phải như vậy. Mạo hiểm có nghĩa là gì? Mình phải dấn thân, mình phải kiên nhẫn, mình phải phấn đấu, mình phải bỏ những cái cũ để đặng mà tiến lên những cái mới, để đấu tranh cho ngày một tốt hơn, đất nước tốt hơn. Cái ngồi đó bây giờ phải bảo vệ những bà con nông dân cá thể nhỏ lẻ để đặng họ mới sống còn được. Càng bảo vệ những người nông dân nhỏ lẻ, chính phủ lại càng chết. Chính phủ cứ phải mua bỏ tiền ra để đặng mà tài trợ cho những người nông dân thất mùa, bệnh dịch đủ thứ ấy, cứ triền miên như vậy thì đất nước làm sao mà khá nổi. Giống trong một gia đình, các bạn, tôi nói về vấn đề, nói về một xã hội thể chế quy mô như vậy, nói về một xã hội, một cái tập thể gia đình đi. Ba mẹ thì cứ tối ngày bơm tiền cho thằng con mà nó làm, kêu nó làm ăn thì phải quy mô một chút, làm ăn đưa vốn cho nó, rồi mà nó cứ nhỏ lẻ nó chia ra chỗ này chúng nó, lại kia nó làm, lại kia nó mua nửa công đất, lại kia nó mua 1/4 đất, cứ nó trồng đây nhúm rau, trồng kia nhúm bắp, trồng kia nhúm đậu, rồi nó không kết hợp được một cái hiệu quả nào, năng suất nào đâu ra đó hết. Cứ một chút bán thì ra chợ, lúc được lúc không, cái lúc thì hàng động, lúc thì hàng ứ, lúc thì hàng thừa, ôi nó đủ thứ hết. Nào rồi ra chợ cứ nhúm chút chỗ này, nhúm chút chỗ kia, mạnh ai nấy bán, mạnh ai nấy cạnh tranh, mạnh ai nấy phá giá, thì làm sao nó đi vào trong một cái quy củ được. Chứ mình ngồi đó phải bảo vệ cái nông dân, bà con nông dân nhỏ lẻ. Nhà nước đã bảo vệ mấy chục năm nay, các bạn thấy khi đất nước mình còn nghèo thì ông nhà nước ông tìm cách bảo vệ những người nông dân nhỏ lẻ theo kiểu mà gia đình làm ăn kinh tế, theo kiểu mà gia đình nhỏ lẻ triền miên. Lúc mình còn khổ thì mình khuyến khích để trồng trọt, để đặng mà có hoa màu mình ăn, mình cầm hơi, để đặng mà mình lớn lên, để đặng mình béo lên, mình phì da ra, rồi mình có sức mình lao động. Thì bây giờ đất nước phát triển đổi mới, mình phải nhìn về vấn đề công nghiệp. Bắt đầu thay vì ngày xưa phải cấy cày lần cả 50 công, 20 công, làm 10 công, làm tùy theo đất lớn nhỏ. Bây giờ mình chỉ cần 2 người, một chiếc máy cày, một người cày, người kéo, người coi máy, 2 người thôi đủ rồi.
Đấy, mình vừa đạt năng suất và hiệu quả. Không tốt hơn sao mà cứ ngồi đó cứ bảo thủ. Tôi thấy nhiều không? Bó tay. Làm ăn mà cứ ngồi đó ôm cái nông nghiệp. Đất nước mình sống nhờ nông nghiệp. Dĩ nhiên mình sống nhờ nông nghiệp. Khi công nghiệp mình hiện đại quá, lúc đó mình làm nông nghiệp, mình làm một phát, mình ăn cả một năm trời. Còn trong khi đó bây giờ mình cứ ngồi đó mình lo mình làm nông nghiệp mà không có lo sản xuất về công nghiệp hiện đại quá nữa. Về công nghiệp thì cứ nông nghiệp lúc thì làm được thì ăn no, lúc mất mùa thiên tai bệnh dịch thì ngồi đó khóc. Ông chính phủ không có giúp dân, dân tôi khổ quá, dân rất là khổ, ông chính phủ không có giúp, ông chính phủ ăn thế của tôi đóng thế. Dân đóng thế chính phủ không có lo cho dân, để dân mất mùa, dân khổ. Lúc mà ăn được thì cũng chẳng có đóng cho ông chính phủ cách nào hết. Tiền nông nghiệp, làm nông nghiệp, trồng cái quy hoạch lên hưởng hết. Mà hãy lúc thất nghiệp, chính phủ Việt Nam cộng sản ác quá à, không có lo cho dân, dân khổ. Tôi về tôi làm nông nghiệp nhiều cái tôi thấy cà phê năm nay mất mùa, chính phủ không có đứng ra để đặng mà gọi là điều hành sao cho đúng. Người ta có đại lý, có nơi thu mua, dân thì trồng, một nhà có chút xíu đất cũng trồng một vài chục cây cà phê lên, rồi tới mùa mạnh nay nấy hái, mạnh nay nấy bán, mạnh nay nấy canh tác kiểu này thì cứ canh tác, phân đổ thì loạn xạ sà ngầu. Các bạn biết phân bón vậy, mình đổ phân hữu cơ hay là phân, nhất là phân hữu cơ nó rất là nguy hiểm, đổ tầm bậy thì nó gây ra bệnh dịch chứ không phải giỡn đâu. Phân hữu cơ mà chưa có diệt khuẩn, mà chưa có đắp nó và ủ nó đúng cái kỹ thuật, nó sẽ tạo ra những cái mầm mống bệnh. Mạnh này nay làm mua phân hữu cơ, các bạn biết cứt gà, cứt heo, cứt vịt, tôi nói xin lỗi hơi bậy chút, coi ngay cả có cả phân người trong đó nữa. Tại vì tôi mua phân mấy lần mà tôi ở bên này tôi mua phân, tôi kêu nó xem phân lại, người làm tôi nói anh Lợi ơi, phân này có phân người trong đó nữa, nó trà trộn trong đó. Các bạn thấy không? Nó nguy hiểm đến độ về phải đào lỗ ở dưới mấy gốc cây cà phê đó, chôn xuống để đặng nó không có bị hôi thối, để đặng cho nó ủ. Rồi các bạn thấy nó sinh ra làm sao? Rùi rồi dồi nó thành rùi, nó mất vệ sinh. Tới mùa mà sầu riêng chỗ qua rồi có trái, chị các bạn biết tới mùa mà sầu riêng có bông rồi đó. Tại lúc đó là người ta đổ phân hữu cơ mà. Hồi cái thời tôi về làm màng hơi rùi dày đặc luôn, ngồi ăn cơm phải văng cái mùng mới dám ăn. Đấy. Rồi, người ta họ tự ủ mà, họ mua về họ tự ủ. Cái vấn đề mà phân hữu cơ ông nhà nước ông không có quản lý nổi nữa. Nhiều khi nhà nước Việt Nam mà bên Bộ Nông nghiệp quản lý chặt quá, mấy ông nông dân lên mạng khóc, trời ơi dân tôi khổ quá à. Tại sao mấy ông kia ở nhà cao cửa rộng, còn tôi thì cứ làm nông khổ quá. Các bạn thấy không? Nó bất cập nhiều thứ lắm. Tôi về tôi làm tôi biết. Tôi làm bên nông nghiệp, tôi làm bên công ty rồi tôi biết. Nhiều khi cho nên mình cần phải thay đổi những cái tư duy. Khi nghe nói cuộc chiến thương mại Mỹ Trung là mình ngồi đó mình teo bu ghi lên rồi. Châu rồi. Đừng có mong là cho nó đi vào sụp đổ thế này nọ. Rồi chờ Việt Nam mình, hằng Trung Quốc nó sẽ quay qua, nó đánh Việt Nam mình, nó sẽ thù hằng Mỹ. Mẹ nó coi Việt Nam mình bây giờ là một phần của cộng đồng quốc tế. Đâu phải mà bây giờ mà Trung Quốc hay những cái quốc gia nào mà muốn tấn công Việt Nam, tôi nói anh chị các bạn, đâu phải là chuyện giỡn đâu. Phải đồng thuận ở ngoài cộng đồng thế giới, Liên Hiệp Quốc. Việt Nam làm cái gì mà ảnh hưởng tới an nguy quốc gia, quyền lợi của ai, phải có bằng chứng rõ ràng chứ đâu phải hồ đồ giống như cái đám chống cộng cực đoan ô hợp đâu. Các bạn nên nhớ nó như vậy. Mình bây giờ ngoại giao rất là hay, rất là phải nói là rất là giỏi. Mình đứng ở cái tầm gọi là chiến lược vĩ mô, cho nên mình phải có những cái tư duy
thông thoáng, cứ ngồi đó bảo thủ, nghe thằng Trung Quốc với thằng Mỹ nó đập nhau tơi bời, ngồi đó lại bên cầu cho nó đánh tan bành ba lá luôn, cho nó sụp luôn. Chứ ở đó nó sụp để đặng mà nó làm lợi, nó làm lợi tại hai thằng đó mà anh chị các bạn biết, nó đấu nhau vấn đề mà kinh tế mà thực chất của nó đó, theo Lợi Minh nhận định đó, cái cuộc đấu đá của đó là ông Trump ông muốn quân bằng lại cái mậu dịch và muốn rút lại cái đồng tiền của Mỹ trở về nước Mỹ. Và một phần nữa là gì, mấy thằng đầu sỏ của Mỹ và rất là nhiều những cái thằng mà đầu sỏ của Trung Quốc mà giàu lên gần đây đó, thằng Mỹ nó muốn đánh mấy thằng đó, các bạn nên nhớ, nó muốn lấy lại những cái phần tiền mà bấy lâu nay mấy thằng đó làm giàu trên xương máu của những người mà lao động cực khổ. Ông Trump này ông rất là dữ dằn về những chuyện này, ông muốn lấy lại, như sang bằng những cái đồng tiền đó. Khi mà chứng khoán rớt thì các bạn nghĩ nên nhớ đi,